Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay salon em vừa về một chiếc Hyundai Tucson bản 2.0 máy xăng đặc biệt. Chiếc xe này sản xuất năm 2018, đã sử dụng 6,8 vạn km, một chiếc xe màu trắng nội thất kem. Đang được chào bán tại salon Luxury Car Hải Dương, số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Anh chị quan tâm mẫu xe này liên hệ trực tiếp cho em theo số hotline 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Chiếc xe này hiện tại vẫn còn được hỗ trợ trả góp lên tới 70% nếu anh chị có nhu cầu. Một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao, ngoại thất màu trắng, nội thất màu kem. Tất cả cam kết 1 năm về lỗi, khung xương gầm bệ keo chỉ máy số nguyên bản hết. Hyundai Tucson là một chiếc xe cùng phân khúc với Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander và Honda CR-V. Chiếc xe này nó khá là giữ giá, có xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương, cả vẹt che mưa luôn này. Viền chân kính cũng như các cái ốp hõm tay đều được bọc ốp mạ chrome. La răng hợp kim đúc phay CNC. Cụm đèn chiếu sáng phía trước, đèn pha là đèn bi đôi này, rồi đèn halogen, tự động gạt mưa kèm theo giải LED định vị ban ngày. Ở bên dưới này cũng có một giải đèn LED luôn. Hiện tại thì chiếc xe này đang được chào bán bên em với mức giá là 645 triệu, còn thương lượng rất là nhiều. Và đây là nội thất bên trong của chiếc xe. Đương nhiên keo chỉ tất cả cũng nguyên bản hết này. Chiếc xe này thì được trang bị hai ghế trước đều chỉnh điện nhé, hai ghế trước đều chỉnh điện. Màn hình cam lùi theo xe, đây, đèn nổ, vô lăng tích hợp. Có phanh tay điện tử auto hold rồi một số đây nút này là nút điều chỉnh các chế độ lái này, auto hold này. Rồi có hệ thống cân bằng điện tử chống trơn trượt. Điều hòa tự động hai vùng độc lập. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama rất là rộng. Cửa gió điều hòa sau cho hàng ghế thứ hai. Chiếc xe này cũng đã được chủ xe lên thảm lót sàn 6D với lipo đôi thể thao. Hỗ trợ 4 mắt cảm biến sau. Đó, đây. Cốp mở điện này. Đây là khoang chứa hành lý rất là rộng. Và bên dưới này là lốp dự phòng cùng với bộ đồ hỗ trợ kích lốp. Chiếc xe này nó tiêu hao nhiên liệu trung bình vào khoảng tầm từ 7 lít rưỡi đến 8 lít xăng trên 100 km đường hỗn hợp. Thân vỏ khá là dày dặn chắc chắn. Một số các nút điều chỉnh gương này, lên xuống kính. Đây là có mở cốp này. Hệ thống cân bằng điện chống trơn trượt. Và đây là khoang động cơ này. Cảm ơn anh chị đã xem hết video này và xin hẹn gặp lại quý anh chị vào những video lần sau.